thực hiện giấc mơ đi Úc. Tại sự kiện, các khách hàng và nhà đầu tư tham dự sẽ có cơ hội tìm hiểu trực tiếp về các chương trình di trú theo diện 188 trên 888 và 132. Trước tình hình định cư Mỹ ngày một khó khăn, các khách hàng và nhà đầu tư bắt đầu có xu hướng chuyển dần sang định cư tại Úc, không chỉ nằm trong top những quốc gia đáng sống nhất trên thế giới, với lợi thế là một trong những quốc gia không rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế trong nhiều năm. Chính những chính sách ưu tiên và kêu gọi định cư tại quốc gia này càng là động lực để khách hàng và nhà đầu tư tìm hiểu và quyết định di cư. Định cư Úc hiện là điểm đến lý tưởng của nhiều khách hàng và nhà đầu tư quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng. Tại sự kiện, khách hàng và nhà đầu tư sẽ tiếp nhận những thông tin chi tiết về định cư Australia và được tư vấn trực tiếp miễn phí. Quá trình chuẩn bị và hoàn tất thủ tục visa thường trú Úc rất phức tạp và yêu cầu kiến thức chuyên sâu nhất định trong lĩnh vực pháp lý, đầu tư và định cư. Vì thế, vai trò của các công ty tư vấn luật về di trú định cư đóng vai trò rất quan trọng. Đó là đảm bảo tấm vé thông hành tới vùng đất của những nhà hát Opera Sydney hay những khu công viên đẹp và nguyên sơ như trong cổ tích của vườn bách thú Taronga. Ngoài ra, khi đến với ngày hội đầu tư, định cư lần này, các khách hàng và nhà đầu tư Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp nhận những thông tin chính xác, cập nhật nhất về di trú định cư như thông tin về định cư di trú cũng như những ưu điểm của bang New South Wales và thành phố Sydney, thông tin định hướng phát triển của tiểu bang những chương trình hỗ trợ nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp của bang New South Wales được giới thiệu các loại visa đầu tư định cư 188 trên 888 và 132 về đầu tư di trú. Cũng tại sự kiện này, các khách hàng và nhà đầu tư còn được nhận những cơ hội có 102 bao gồm tiếp xúc trực tiếp với luật sư trưởng của Verity Law để tìm hiểu kỹ hơn, thẩm định hồ sơ sơ bộ và thông tin tài chính tại chỗ miễn phí, được tư vấn từ chuyên gia trong lĩnh vực định cư, mở rộng mối quan hệ với các nhà đầu tư Việt Nam đã định cư thành công các khách hàng và nhà đầu tư quan tâm đến sự kiện có thể đăng ký tại http trên, trên www verity com ao trên lp trên hoi thao trên verity lo là văn phòng luật di trú tại melbourne hỗ trợ doanh nhân và nhà đầu tư quốc tế định cư theo diện kinh doanh và đầu tư tại úc hàng năm verity lo đã tư vấn và giúp nhiều doanh nhân định cư tại úc theo visa 188 và 132. vào tháng năm này Verity Law sẽ tổ chức không hai buổi hội thảo về định cư Úc 2019 tại Hà Nội, ngày 20 tháng 5, và tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5. Tại buổi hội thảo này, luật sư Sanis Hoàng sẽ tư vấn và giải đáp các thắc mắc liên quan đến định cư tại Úc, đặc biệt dành cho các doanh nhân. Hàng năm, Verity Law đã tư vấn và thực hiện thành công cho rất nhiều doanh nhân đi định cư tại Úc theo diện 188 và 132. Quý vị có thể liên hệ để biết thêm chi tiết qua số điện thoại 0789. 188, 132. Thông tin buổi hội thảo được cung cấp đầy đủ tại http trên trên www.verity.com, ao trên lp trên hoi, thao trên.